Mở đầu tập 31 là khung cảnh Diệp Phàm bị trưởng lão Khương gia sử dụng khôi lôi ân ký trên người. Như vậy, lão mới đảm bảo không có sai sót. Khôi lôi ân ký này có khả năng khống chế nguyên thần, người bị sử dụng sẽ trở thành khôi lỗi chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Diệp Phàm cố gắng tỉnh táo lại. Nhờ có cổ kinh trong người nên hắn đã may mắn thoát khỏi khống chế. Dù là vậy thì trước tiên, hắn vẫn phải diễn cho thật đúng. Trưởng lão ra lệnh cho hắn lên núi hái thần dược, nam chính cũng giả vờ gật đầu. Trưởng lão cơ ra lấy ra một cái bình, trong bộ dạng cái bình nhỏ như vậy thôi, thực chất bên trong có không gian lưu trữ, có thể chứa được cả một tòa núi lớn. Lão muốn nam chính dùng nó để thu thập linh tuyền. Lúc này đám xương cốt lại đi xuống, hai vị trưởng lão cùng nhau hợp sức đánh ra nhiều đòn công kích, mở ra một con đường cho Diệp Phàm lên núi. Càng tiến lại gần, Diệp Phàm càng suy yếu, đầu tóc bắt đầu bạc theo thời gian. Không may là con đường phía trước đã bị một nữ tử tóc trắng gọi là Thiên Tuyền Thánh Nữ chặn đường. Ở nơi tuyệt địa như thế này lại xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, bộ dạng không hề có chút già yếu. Cô ta chậm rãi tiến về phía nam chính, toàn thân cô ta tỏa ra nhiều luồng khí tức. Sau khi chạm phải, cơ thể Diệp Phàm liền chậm rãi khô héo. Biết không ổn rồi, Diệp Phàm lập tức quay xe bỏ chạy. Hai vị trưởng lão thấy hắn chạy xuống cũng bất ngờ. Bọn họ lập tức giữ tay hắn lại, Diệp Phàm vẫn phải giả bộ bị điều khiển nên không lên tiếng giải thích. Ánh mắt chỉ nhìn về phía nữ tử. Sự xuất hiện của cô ta làm cho cơ trưởng lão há hốc mồm kinh ngạc. Lão từng được nhìn thấy chân dung của cô gái này. Bức chân dung đó là cổ vật của 6.000 năm trước. Người trước mặt không phải là người sống nữa bởi vì 6.000 năm trước, cô ta đã chết tại hoàng cổ cấm địa rồi. Đúng là một câu chuyện quá dọa người. Người đã sống 6.000 năm, hôm nay lại xuất hiện. Chỉ có một khả năng, cô ta đã trở thành hoang nô. Hai vị trưởng lão nói tới đây cũng hoảng hốt. Sau khi tiến lại gần, thanh trường thương trên tay Khương trưởng lão bị ăn mòn thành cát bụi. Cảm thấy tính mạng bị đe dọa nên lão yêu cầu rút lui. Khí tức hoang trên người nữ tử này quá đậm, có thể giết chết lão bất cứ lúc nào. Tiếc là bây giờ đã không còn đường lui nữa. Hai vị trưởng lão đành phải chơi liều, bọn họ cùng nhau lấy ra pháp bảo sử dụng. Thiên Toàn Thánh Nữ chỉ cần vẫy tay một cái đã đánh cho hai món pháp bảo bị tổn hại. Cô ta bạo phát sức mạnh hoang ra xung quanh, hai vị trưởng lão cùng nhau tạo ra một vòng kết giới. Nhưng kết giới này quá yếu, nó nhanh chóng bị phá tan. Thực lực cô gái này đã tiếp cận tiên nhân, bọn họ biết mình không chạy thoát rồi. Bọn họ nhìn nhau rồi quyết định chơi liều bằng cách hợp sức hai món cấm khí để tấn công. Nhưng vẫn không làm gì được đối thủ, thậm chí còn không chạm tới người Thiên Tuyển Thánh Nữ. Khương trưởng lão bắt buộc lấy ra con bài mạnh nhất, lão chấn vỡ cái hộp để lộ ra một cái chuông. Chuông nhỏ nhanh chóng biến lớn rồi giáng về phía kẻ địch. Thiên Tuyền Thánh Nữ tạo ra một cơn lốc ngăn cản, nhưng lực lượng của chiếc chuông này quá mạnh. Nó phá hủy công kích rồi lao xuống đầu trấn áp Thánh Nữ lại. Hóa ra cái tháp này chính là tàn phẩm được mô phỏng từ Hoàng Tháp chân chính. Chỉ là đồ nhái mà đã có uy lực như vậy, nếu là hàng thật thì không biết sẽ mạnh cỡ nào. Vật này vốn là chuẩn bị vì hoang nô, chỉ là thần pháp không khống chế được quá lâu. Nhân cơ hội đang áp chế được kẻ địch, Khương trưởng lão ra lệnh cho Diệp Phàm tranh thủ lên núi hải thuốc. Diệp Phàm lập tức lật mặt, bọn họ ở đây không sử dụng được thần lực, mà cấm khí trên tay cũng đã bị phá hủy, không còn gì để uy hiếp được mình nữa. Hắn lao tới đấm vào mặt hải lão già. Đúng lúc định xuống tay kết liễu bọn họ thì hoàng tháp đã bị Thiên Tuyền Thánh Nữ phá vỡ. Diệp Phàm biết không ổn rồi nên vội phi hành bỏ chạy. Hai vị trưởng lão không có cách nào chạy trốn nên chỉ đành chấp nhận cái chết. Diệp Phàm chạy qua nơi khác, tưởng như thế là đã được an toàn. Nhưng không, Thánh Nữ nhanh chóng bay tới chặn đường. Hắn lên tiếng cầu xin cô ta cho mình đi qua. Thấy đối phương không có ý định nhường đường, hắn đành phải sử dụng kinh thư để tấn công, nhưng đòn công kích quá yếu ớt. Thiên Tuyền Thánh Nữ lao tới bên cạnh, cánh tay xâm nhập vào trong khổ hải định lấy đi lục đồng. Miếng đồng dường như cảm nhận được nguy hiểm nên bạo phát ra sức mạnh. Uy lực của lục đồng quá khủng khiếp, Thiên Tuyền Thánh Nữ bị đánh bay xuống vực. Diệp Phàm tuy giữ được cái mạng nhưng mà sinh mệnh của hắn đã gần cạn kiệt, tóc trên đầu bạc giống như ông già trăm tuổi. Hắn yếu ớt tới mức không còn đủ sức đứng dậy nữa. Đúng vào lúc sắp bỏ mình tại đây thì lại nhìn thấy bóng hình Bảng Bác đang gọi mình. Thế là hắn gắng gượng đứng dậy tiến về phía Bảng Bác. Đi được một đoạn thì cũng ngã lăn xuống hồ nước. Rất may là hồ nước này ẩn chứa vô số tinh hoa. Diệp Phàm nhanh chóng tỉnh dậy, trải qua một lần sắp chết, hắn cảm thấy được sống là điều thật là tốt. Còn sống nghĩa rằng hắn còn có thể quay trở về nhà. Sau khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt Diệp Phàm là một gốc kề có nhiều trái quả. Đây chính là thần quả mà hai đại thế gia mong muốn lấy được. Diệp Phàm lập tức hái lấy một quả ăn ngấu nghiến. Chỉ mới dùng một quả mà tác dụng đã vô cùng thần kỳ. Hắn bắt đầu ngồi xuống hấp thu tinh hoa trong trái quả. Mái tóc bạc nhanh chóng hồi phục lại màu đen, cơ thể tràn đầy sức sống. Thần thức được gia tăng, có thể cảm nhận được nhiều vật thể ở phía xa.
nhìn vào những ngọn núi khác, đầu đầu cũng là sương khô, nhưng ngọn núi này lại không có, hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Tuyền Thánh Nữ sau khi bị đánh bay lại không xuất hiện nữa, có lẽ là đã bị Lục Đồng trấn nhiếp. Trên đỉnh các ngọn núi khác đều có một thân ảnh, bọn họ đều là Hoang Nô. Trên người bị dính một sợi xích sắt, không thể đi ra ngoài phạm vi ngọn núi. Nhờ vậy mà Diệp Phàm vẫn được an toàn. Điều kỳ lạ là lần trước hắn tiến vào lại không đụng độ phải Hoang Nô, có lẽ là có liên quan tới cỗ quan tài. Diệp Phàm tiến lại chỗ gốc cây rồi bắt đầu hái quả, sau đó lại lấy ra cái bình thu thần thủy vào bên trong. Bởi vì đạo văn bên ngoài đã bị khí tức cô hoang mài mòn, nên cái bình bị giảm hiệu quả, không thu được hết nước trong hồ. Dù là như thế thì cũng đủ rồi. Nơi này không tiện ở lâu thêm, hắn vội vã chạy xuống dưới núi, thu hai món pháp khí của hai vị trưởng lão. Dù hai món pháp khí này đã bị tổn hại nhưng uy lực vẫn không thể khinh thường, cứ thu vào trong túi trước đã. Ở bên ngoài, cô gái Liễu Y Y đang bị người của thế gia truy đuổi. Nhìn thấy bạn bè gặp nguy hiểm, Diệp Phàm lập tức ra tay giải cứu. Hỏi ra thì biết cô nàng này và Tiểu Mạn đã tách nhau ra bỏ chạy. Rất nhanh sau đó, đám thị vệ thế gia đã xuất hiện bao vây. Tổng cộng có 4 tên tu sĩ mệnh tuyển, bọn họ phụng lệnh trưởng lão rằng chỉ cần thấy vật sống xuống núi thì cứ giết chết. Chưa kịp để cho tên kia nói xong thì nam chính đã động thủ tiêu diệt. Nhận ra Diệp Phàm có thực lực không tầm thường, bọn chúng lập tức hợp sức bày trận tạo ra một cái kết giới. Vô số thân ảnh từ bên ngoài lao tới tấn công, phần lớn các thân ảnh đều là giả. Nhưng nếu chẳng may một trong số đó là thật thì sẽ bị đánh trọng thương, cho nên hai người phải ngăn cản toàn bộ. Các bóng ảnh xuất hiện liên miên không dứt, hai người phải tạo ra một kết giới để chống đỡ. Nhưng cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách, Diệp Phàm đành phải sử dụng đến pháp khí của Cơ trưởng lão. Uy lực pháp khí quá mạnh, trận pháp lập tức bị đánh tan. Bọn chúng định quay xe bỏ chạy, nhưng bí mật của hắn đã bại lộ rồi, không thể để cho đám thị vệ còn sống quay về báo tin nữa. Diệp Phàm nhanh tay dùng cái đỉnh tiêu diệt bọn chúng. Hai người cùng nhau đi tới một nơi an toàn. Hắn nhắc nhở Y Y, thế gia sẽ không từ bỏ ý đồ, tạm thời cô nàng đừng quay về Ngọc Đỉnh Động Thiên. Trước mắt, hãy tìm một nơi trốn đi. Đợi 1-2 năm cho chuyện này lắng lại, rồi hãy lộ diện. Hắn lấy ra 2 trái thần quả đưa cho cô nàng. Nàng ta vừa mới đột phá cảnh giới mệnh tuyển, có nó hỗ trợ, chắc chắn sẽ sớm đột phá trở thành tu sĩ mệnh tuyển. Liễu Y Y biết rằng đây là thần quả mà thế gia luôn tìm kiếm, loại bảo vật này nàng không nỡ sử dụng nên đưa trả lại cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhất quyết muốn tặng cho Y Y, trên người hắn vẫn còn nhiều nên 2 trái quả này không đáng bao nhiêu, đây đúng là hết lòng vì bạn bè. Liễu Y Y muốn đi tới Đồng Hoàng Bắc Vực tìm kiếm cơ duyên, Diệp Phàm thì muốn ở lại, hắn còn phải tìm kiếm Bảng Bác nên không thể cùng nàng ta đi được, nên chỉ hẹn ngày sau gặp lại. Sau khi chia tay cô bạn thân, hắn liền tìm một hang động bế quan, lấy ra vài trái quả rồi bắt đầu hấp thu. Linh khí trong thần quả quá mạnh, chỉ mới sử dụng 3 trái mà khổ hải trong cơ thể đã bị xuyên thủng. Vẫn còn 6 trái nữa, hắn không cam lòng chút nào, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, thế thì quá lãng phí rồi. Trong cổ thư có một cách là dùng khí chấn áp bản thân, Diệp Phàm lập tức muốn thử. Đầu tiên là sử dụng cái đỉnh trùm lên người để cho khí không thoát ra ngoài. Cách này quả nhiên có thể chấn áp khổ hải. Khổ hải có thể chứa thêm nhiều năng lượng nên hắn tiếp tục cắn nuốt thần quả, tu vi cũng nhờ đó mà có tiến bộ. Ngoài tu luyện thì Diệp Phàm còn sử dụng chữ khắc trên kinh thư tu sửa lại 2 món pháp khí. Đạo văn của kinh thư vô cùng tinh thần, pháp khí được sửa chữa giống như mới tinh. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nam chính miệt mài tu luyện suốt 1 năm thời gian, cuối cùng cũng đột phá lên cảnh giới thần kiều. Khổ hải bây giờ đã xuất hiện một cây cầu bắc lên trên. Thực lực tăng tiến, sức mạnh bộc phát này đã khác xưa, linh giác cũng được tăng cường. Tuy rằng suýt chút nữa bỏ mạng trong hoàng cổ cấm địa, nhưng có được cơ duyên này cũng là rất đáng giá. Diễn biến tập phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé!